Các bạn thân mến, để có được một cái lớp son môi mềm mịn mượt, lên màu đẹp và đều hơn thì chỉ cần các bạn thường xuyên tẩy da chết cho môi nè và thoa phủ lên môi một sản phẩm kem dưỡng cho vùng da mắt trước bước đánh son cho môi nha các bạn. Vì cái sản phẩm dưỡng mắt sẽ có cái tác dụng làm cho môi được hai chắc quá và lên màu tốt hơn, chuẩn hơn. Dành cho những ai chưa hiểu về hai chat là gì thì từ cơ thể cho đến làn da của chúng ta đó, da quanh vùng mắt, da môi cũng vậy, được cấu tạo từ vô số các tế bào. Người ta đo sức khỏe cho làn da con người của chúng ta đó là đo chúng từ cấp độ tế bào. Vậy một tế bào khỏe là tế bào đó phải có đầy đủ nước và dưỡng chất. Hai chất quá là làm gia tăng khả năng giữ nước, làm giàu cái độ ẩm của tế bào, làm cho tế bào trẻ khỏe hơn. Vậy bước thoa kem dưỡng mắt lên môi á, trước khi đánh son, nghe hơi quen quen phải không các bạn? Nó cũng giống chúng ta luôn thoa dưỡng cho da trước khi chúng ta trang điểm makeup vậy đó các bạn. Nhưng có điều là các bạn không được lấy kem dưỡng cho da mặt mà đem thoa cho vùng da mắt nha, hoặc là thoa cho da môi nha. Nguyên nhân là bởi vì hai cái vùng da trên nó mỏng hơn da mặt rất là nhiều. Chỉ những cái sản phẩm chuyên dụng, những sản phẩm có cấu trúc phân tử siêu nhỏ mới có thể chui lọt vào da, những cái vùng da đó và phát huy tác dụng được. Đó cũng là lý do tại sao sản phẩm thoa cho vùng mắt và vùng môi lại thường có cái giá cao hơn, vì nó cần công nghệ tiên tiến hơn để sản xuất được sản phẩm đó. Nếu các bạn dùng kem dưỡng da mặt mà các bạn thoa đại lên cái vùng da mắt, thoa bừa lên da môi thì có khi lại gây ngứa ngáy, đỏ da và kích ứng da nữa đó. Một thông tin nữa là mà bạn muốn mọi người hiểu rõ hơn là hai vùng da quanh mắt và môi đó có cấu tạo tương đối là giống nhau, da rất mỏng, rất nhạy cảm, da thiếu tiến hóa nhờn, thường bị khô, nhăn và lão hóa sớm. Cộng thêm cái việc làm việc hàng ngày, chúng ta nói chuyện, chúng ta cười rất nhiều, biểu lộ cảm xúc liên tục nên càng làm cho hai cái vùng da này chúng bị nhanh chóng nhăn hơn những cái vùng da khác rất nhiều. Chúng giống nhau đến như vậy đó, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng chéo cho nhau. Ngoài công dụng cần thiết là hai chát quá cho môi thì sản phẩm được thiết kế cho hai vùng da này sẽ khác nhau về công dụng ở cái chỗ là đối với môi, nhiều sản phẩm có cái xu hướng là tăng cường các mạch máu để đôi môi luôn được hồng hào căng mọng, trong khi cái vùng da dưới vùng mắt đó thì chúng ta thường sẽ muốn giảm thiểu mạch máu để giảm thiểu bọng mắt và vần thâm của mắt. Nên khi sử dụng các bạn nên chú ý ở điểm này nha, để có hướng điều chỉnh trong khi mình sử dụng sao cho là đúng nhất nha. Vì cái chúng ta cần là hai chất quá từ sản phẩm dưỡng cho mắt để đem dưỡng cho môi. Nếu mà sản phẩm nào có thêm cái công dụng làm tan bọng mắt thì bạn không nên dùng cho vùng môi đâu nha. Nội dung chương trình hôm nay đến đây đã hết. Thân mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc về tình trạng da hoặc bệnh lý của bạn gặp phải vấn đề nặng hay nghiêm trọng hơn thì cứ hãy liên hệ với chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại bạn.